chào tất cả các bác. Trung Kiên Audio lên sóng giới thiệu đến anh em một bộ dàn tiếng rất là hay của hãng Victor. Hãng Victor các bác nhá. Dàn UXVK7 DVD. Tình trạng hiện tại của dàn là có thể chơi điện thoại, máy tính, TV, Bluetooth qua cổng 3.5. Ok. Dàn có chức năng giải mã từ TV xuống qua cổng quang. Dàn có thể chơi được hai ổ đĩa MD. Dàn có thể chơi được cả đĩa CD. Còn như thiết kế của dàn này là ghi là đĩa DVD. Tuy nhiên thì nhà em không có đĩa DVD. Em chỉ test đĩa CD và đĩa CD thì hoạt động ok. Còn đĩa DVD thì các bác về các bác tự test giúp em, nếu các bác có đĩa DVD giúp em nhá. Em không test được cái chức năng đấy. Ngoài ra dàn có một tính năng rất hay, đó là giải mã PC nữa. Tức là giải mã cho máy tính. Đây, USB audio. Tuy nhiên thì cũng rất tiếc là nhà em không có laptop hay máy tính ở đây, cho nên em cũng không test được cái chức năng này. Cho nên là cũng tạm thời phải bỏ qua chức năng USB audio này. Mặc dù chức năng này thì thường thường thì nó cũng không ít khi nó lỗi lắm. Đấy, cái USB này các bác nhá. USB PC. Thực tế là nói thì kể cả nó có lỗi thì các bác có thể kết nối với máy tính bình thường qua cổng 3.5 như em đang kết nối với điện thoại các bác nhá, không có cái vấn đề gì cả. Đó, FM con này thì full 108 luôn. Nói chung đây là một dàn đa tính năng. Đó. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào test các chức năng để cho các bác cùng tham khảo luôn. Vừa rồi là em đã mở một cái đoạn nhạc, em test qua cổng AUX. Cái này em sẽ test kỹ ở phần cuối video để cho các bác nghe chất âm nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang test các cái ổ đĩa, đồng thời là test đài vân vân, test tải mã nhá. Chuyển sang test ổ đĩa trước nhá, ổ đĩa CD trước các bác nhá. Rồi, ổ đĩa CD và hai đĩa MD. Các cái đĩa CD ở các cái dàn máy Nhật bãi thì thường là nó cũng không được gọi là nhạy như lúc mới tinh đâu. Cho nên anh em ấn play để chờ. Chờ nó mấy giây nó mới chạy được các bác nhá. Đấy. Nghe tiếng ở CD thì nghe rất là hay. Tuy nhiên đây chỉ là một cái đĩa của nước Nhật thôi. Chứ nếu mà đĩa Việt Nam mà đĩa hay thì nghe phê lắm. Rồi ok các bác nha. Cơ lắm lúc nó hơi trễ tí các bác ấn nó vào nhé. Nó nhiều lúc cái dây loa nó hơi bị trùng chút xíu này. Đấy, khi mà nó không vào được các bác có thể hỗ trợ gạt nhẹ cái tay thì nó sẽ vào nhé. Đấy hơi trễ một tí thôi. Ok các bác nha. Chuyển sang test đĩa MD, còn này có hai ổ MD nhé. MD bên trái test trước này. Test ổ MD bên trái. Cái lỗi CD vừa rồi là do cái dây loa nó hơi trùng một chút xíu. MD hình hát to quá các bạn. Tín hiệu ra MD bao giờ nó rất là lớn luôn. Anh em mở nhỏ âm lượng thôi nhá. Rồi ok, MD trái ok nhá. Em chuyển sang test cái MDB, tức là MD bên phải. Con này hai ổ MD liền, bác nào thích chơi MD con này rất là hay luôn. Hai ổ liền. Và lại hoạt động luôn, nhiều con về không hoạt động đâu. Con này hoạt động luôn. Đấy. Bạn nào thích chơi MD thì con này em nghĩ là rất là thích hợp luôn. Rồi, ra rồi các bác nhá. Đĩa MD thì ra ok. Chuyển sang test đài FM các bác nhá. Anh ạ, ấn cho em cái nút này này. Đây cái nút này. Đấy, con này này. Ở đang chế độ là FM nhá. Đây, đều FM đây rồi. Từ Trần Huy Ánh đã chia sẻ quan điểm trong dòng chảy sự kiện hôm nay về những cái khuyến cáo rất là có đấy. Giá trị và đấy, đài FM các bác nhá. Đài FM thì các bác cần một cái đoạn dây điện ở phía sau, các bác cắm làm anten thì nó mới thu sóng khỏe được nhá. Rồi tiếp theo test như giải mã, các bác vẫn ấn được cái nút này nha. Cái nút này là nút gần như tất cả các chức năng. Chuyển sang chế độ giải mã nha. Đây, AUX Digital nha, là giải mã từ TV xuống này. Đây. Rồi nhá, giải mã là ok các bác nha. Rồi, còn chức năng gì nữa nào? Còn cái băng cassette thì em không test nha. Cái băng cassette các bác muốn chơi được, các bác về các bác phải thay dây loa cho em nhé. Chứ bây giờ các bác bỏ băng, các bác chạy là bị lỗi dàn đấy ạ. Đấy, cho nên em chưa dọn cassette đâu. Cassette thì em cũng ít dọn lắm, em lười dọn vì nó mất thời gian. Rồi, thế thôi ok nhé, chuyển về chế độ chơi điện thoại máy tính này. Ấn nút này nhá. Đây, ấn nút này chơi điện thoại máy tính này. Ấn về chế độ, nó ghi là chế độ AUX nhá. Đấy, là chơi điện thoại máy tính này. Rồi, ok các bác. Và con này thì ở bên phải này có một cái cần gạt. Gạt xuống, để, gạt lên để chỉnh chế độ Super Bass này. Gạt lên tiếp là tắt này. Gạt lên tiếp là nó lại bật này. On là bật nhá. Còn cái công tắc bên phải tương ứng công tắc này, đây công tắc này công tắc tắt bật nguồn của máy nhá. Đấy, gạt xuống là tắt nha các bác nhá. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay cái hình thức tổng thể của cái sản phẩm này để cho anh em cùng tham khảo nhá. Sản phẩm này tất nhiên là một con hàng Nhật bãi thì nó không thể đẹp xuất sắc như con hàng mới được. Tuy nhiên thì về cơ bản em đánh giá là hình thức của con này cũng tương đối là khá là ok. Cái căng thì em bao đẹp tuyệt vời cho các bác nhé. Riêng các cái sản phẩm bên em, những sản phẩm mà giá trị cao thì bên em luôn tiến hành là căng lại cái vải lưới. Vì lấy lưới về bãi về đa số là bị chảy xước hết rồi.
thì nó căng lại cái lưới mới cho bác giữ cái xương gần xương của nó nhé. Thì đấy, cái căng nó rất là đẹp luôn. Đấy, cái căng thì bao tuyệt đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, còn thùng vách loa cái thứ là cũng tương đối. Đây em quay luôn các bác từng góc cạnh một luôn. Đấy. Về cơ bản sản phẩm này em đánh giá là tương đối là đẹp. Trời xước thì vẫn có nhưng nó không quá nhiều, không đáng kể. Bát con này rơi khoảng bát 10, bát 11 các bác nhá, gân cao su zin nguyên bản. Đấy, đầu máy đây. Đây là loa bên trái nhá. Các bác chú ý nhá, nếu anh em thích chỉnh equalizer thì các bác mua thêm cho em chiếc điều khiển nhá. Con này sẽ chỉnh equalizer trên khiển anh em nhá. Khiển thì bên em bán là 120.000 đồng các bác nhé. Các shop khác em thấy họ đa số họ bán 150. Bên em thì chỉ lấy một chút xíu tiền công học thôi. Đây là phía sau. Phía sau loa thì tương đối là vuông vắn ok các bác nhé. Các bác chú ý cái việc đấu dây loa nhé. Đấu dây loa là đấu đúng màu âm dương cho em nhé. Đúng màu đen đỏ, đúng màu giống như là cái ở trong chạm loa nhé. Không được đấu sai nhé. Còn đây là các bác cắm một đoạn dây điện này, các bác thu sóng làm anten để thu sóng FM khi bác chơi đài nhé. Còn giải mã ở đây sẽ có hai cái cổng thì anh em chú ý cắm đây là cổng bên trái nhé. Cổng bên phải là cổng out thì anh em cắm cổng bên trái này để chơi giải mã nhé. Ngoài ra con này có cả cổng xuất hình VGA và tín hiệu AV lên TV nữa. Tuy nhiên thì cái tính này cũng ít chơi thôi. Tính này hoạt động khi anh em chơi đĩa DVD nhé. Em cũng chưa test cái tính năng phục vụ ở đâu. Rồi bên này là có cổng chơi AUX nhé. Đây các bác cắm ở đây để chơi AUX nhé. Kết nối điện thoại, kết nối máy tính, kết nối TV hoặc kết nối Bluetooth cũng đều ok qua cổng này. Qua cổng 3.5 này các bác nhé. Rồi đấy là sau em đã quay xong cái phần ngoại hình của máy thì em đánh giá là con này đẹp khoảng 85-90%. Rồi bây giờ thì thì còn phần trên nóc không chưa quay, để quay luôn cho các bác nhé. Cái gì bán hàng này nó cứ phải công khai các bác ạ. Đến tay anh em không có phải lăn tăn hay thắc mắc cái vấn đề gì nữa. Anh em bỏ ra số tiền hơn 1 triệu anh em mua một sản phẩm thì anh em phải biết rằng là sản phẩm mình đẹp và xấu như thế nào. Đấy. Dặn anh em này nữa, cái băng cassette này nha, nếu anh em muốn chơi anh em phải dọn nhé. Chứ anh em đừng cứ thế bảo bỏ băng vào là nó hay bị lỗi dàn đấy ạ. Vì cái đây Cura đang bị kém rồi. Cura nó làm cao su thì lâu ngày nó bị ải rồi. Những cassette thì ít người chơi em cũng chả dọn nữa. Dọn thì em nói thật là bỏ công ra làm thì giá thành của sản phẩm nó lại cao lên, mà khi anh em chả chơi đến nó phí đi. Cho nên em không dọn những cassette đâu. Các về các chơi các tự dọn hoặc mang cẩn thận và người ta dọn cho. Rồi ok anh em nha. Còn bây giờ thì Trung Kiện Audio sẽ tiến hành là test chiếc đâm cho các bác. Trước khi test chiếc đâm thì em xin phép là giới thiệu về cái phần giá của sản phẩm này. Với cái bộ Victor này, với thiết kế em thấy là đánh giá là rất là đẹp. Bộ sản phẩm này thì Trung Kiện Audio giao lưu với tất cả các bác và anh em. Giá là 1.400.000 đồng anh em nhé. 1.400.000 đồng và giá chưa bao gồm phụ kiện. Để các bác nếu mà anh em chơi hàng bãi lâu năm rồi thì anh em chắc cũng đủ hết rồi. Còn các bác nào mới chơi thì anh em sẽ mua thêm một số phụ kiện cơ bản như đổi nguồn, dây rắc, vân vân, hoặc là dây loa, hoặc là dây giải mã dây quang, hay là điều khiển từ xa. Nói chung là anh em thiếu cái gì anh em mua thêm cái đấy, hay là Bluetooth vân vân. Đấy, thì em sẽ có tư vấn cụ thể cái phần phụ kiện cho các bác khi các bác trao đổi qua cái phần số Zalo nhé. Em sẽ tư vấn rõ cái phụ kiện cho các bác để anh em cần lấy những cái gì, anh em cần thiết nhu cầu mình như nào. Số Zalo của em đây ạ. Rồi bây giờ thì em xin phép được test cái chất âm của cái sản phẩm này. Bộ này thì thiên nhiều về các dung nhạc trữ tình, anh em chú ý nhé. Anh em chơi nhạc trữ tình thì nên lấy cái dòng loa ba quay thì tiếng sẽ rất là chi tiết. Bây giờ xin mời anh em cùng nghe. Anh em chú ý nhé, cái chính sách mua hàng bên em đó là bao ship với các đơn hàng chuyển khoản đủ và không bao ship với các đơn hàng chuyển cọc. Anh em chuyển cọc vui lòng cọc trước 300.000 đồng. Với các đơn hàng chuyển cọc thì các bác và anh em mình giả cái tiền phí giao hàng. Còn anh em chuyển đủ em miễn phí giao hàng luôn cho anh em. Phí giao hàng nếu như anh em chuyển cọc với sản phẩm này nó lanh quanh khoảng độ 70.000 các bác nhé. Rồi bây giờ thì em xin phép được test chưa đâu. Phí giao hàng không quá cao đâu. Tuy nhiên anh em chuyển đủ em miễn phí luôn cho anh em, cho nó tiết kiệm thêm mấy chục nghìn. Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ, anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình. Chuyện tình ngày xưa anh trách ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hò.
xanh thuở nào, có còn trong mong ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phần mình. Sao tình duyên lắm. Rồi xin cảm ơn em nhé. Bác là chốt sản phẩm này liên hệ với Trung Kiên Audio, còn thông tin em để trên tấm biển, số Zalo 0975 575 262. Mỗi sản phẩm em bán giá 1.400.000 đồng, giá bán chưa kèm phụ kiện. Các bác chuyển khoản đủ em miễn phí giao hàng, các bác chuyển cọc cọc trước 300, các đơn chuyển cọc các bác giảm tiền phí giao hàng giúp em nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.